Tuổi nghề của vận động viên thể thao nói chung hay cầu thủ nói riêng thường rất ngắn ngủi. Do đó, trước khi giải nghệ thì họ thường chuẩn bị cho mình một nghề nghiệp nào đó để ổn định cuộc sống. Và có người chọn làm huấn luyện viên, có người vào làm cơ quan nhà nước, có người thì chuyển sang kinh doanh. Và trong phóng sự sau đây thì chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn một cầu thủ. Anh đã lựa chọn cho mình một con đường khá đặc biệt nhưng cũng rất thú vị. Khi mà mình đá bóng cũng có chút gọi là chút tiền. Mỗi lần mình ký được hợp đồng thì cũng hai anh em cũng tập trung làm ăn thử, nhưng mà thấy là hai anh em làm ăn nó cũng khó khăn mà nó không hợp với tính hai anh em. Nói chung là giờ thời buổi kinh tế thì làm cái gì nó cũng khó. Mình đầu tư buôn bán làm ăn cái gì nó cũng khó. Anh em cũng đã từng hết rồi. Mà mình làm nhiều lúc cái bản chất của mình buôn bán không được. Đời cầu thủ thời gian kiểu nghề cũng rất là ngắn. Mình cũng muốn về lâu dài mình có cái gì đấy để mình làm cho nó vui. Thứ hai là mình cũng sở thích của mình nữa, nên là mình cũng nảy ra ý định, hai anh em nảy định là bảo thôi đi mua dãy về làm, với sao hai anh em gọi là về già có cái gì chạy dạy vui cho nó thoải mái, tư tưởng nó cũng thoải mái. Đi chơi nhậu nhẹt rượu chè thuốc mang đồ này kia, nói chung là như không có một cái gì hết, chỉ biết làm thôi, làm rồi lo cho gia đình, cái đó là cũng là một cái tốt. Hiện tại của diện tích của mình đây là 12 hecta, và hiện tại mình đang tổng cộng cà phê là mình trồng khoảng hết 9 hecta rồi, còn lại với mình mới trồng khoảng hơn 1 hecta tiêu. Còn bên này nữa thì trong đợt tới, khi bắt đầu mùa mưa tới, mình sẽ cố gắng mình thu xếp, mình đã trồng một nốt diện tích đất còn lại. Hiện tại bây giờ mình vẫn rất là bỡ ngỡ. Nghề chính của mình thực sự là đá bóng, mà khi mình gọi tay ngang sang cái vấn đề nông nghiệp này mình cũng không biết nhiều, hóa thân đúng ra là không biết gì thì đúng hơn, nên là cứ làm đến đâu là mình sẽ học hỏi dần đến đấy thôi. Chị cũng chưa, thực sự là mình cũng chưa kinh nghiệm gì nhiều về vấn đề nông nghiệp cây trồng này cả. Mình lên Gia Lai thi đấu thì cái cuộc sống của mình nó cũng thay đổi rất là nhiều. Từ khi mình bắt đầu ở trong ngoài Nam Định mình vào thì rất là bỡ ngỡ, giờ mình ở trên Gia Lai cũng 7 năm rồi, gần như nó cũng là quê hương thứ hai của mình. Công việc mình chính của mình vẫn là chơi thể thao mà vẫn là bóng, còn cái này chỉ là có thời gian rảnh rỗi thì mình vào mình đá qua thôi, chứ không ảnh hưởng gì nhiều cả. Mọi công việc đây nói chung là cả câu lạc bộ với Bảo Đức cũng rất là quan tâm giúp đỡ mình.